Chỉ có một cách để thay đổi toàn bộ cuộc sống của một gia đình. Chúng ta giàu rồi, phải thay đổi thôi nào. Và đi tiêu tiền ngay thôi. Luôn sẽ có vài người xếp hàng kiểu: mình đến trước được không? Mình chỉ mua soda thôi, nhanh lắm mà. Ồ, bạn sẽ không thể từ chối một đứa trẻ được. Được thôi, nhanh lên nào. Yay, ba mẹ à, đến đây nào. Không thể ngờ được, thật là thô lỗ mà. Giỏi lắm con gái yêu. Xếp hàng không có gì ngoài chuyện bực bội cả. Cần túi không ạ? Ồ, cháu có tin tốt cho chú đây. Gì thế? Đây là trò đùa sao? Dạ không ạ. Vì là khách hàng thứ 1 triệu, quý gia đình sẽ nhận 1 triệu đô la. Wow, không thể tin vào mắt mình được. Thật là may mắn mà. Đây không phải là mơ. Chúng mình không tin nổi vào sự may mắn này. Tiền, tiền thật đó. Đúng vậy, đây chính là hương vị của sự giàu sang. Giờ em có thể mua dây chuyền kim cương rồi đúng không? Và con sẽ mua tất cả đồ chơi trên thế giới. Và khuyên tai vàng, cả nhẫn nữa. Mọi người đều lên những kế hoạch to lớn. Nhưng kế hoạch đủ rồi, giờ phải hành động thôi. Chào, bạn có giao hàng không? Mình muốn đặt một bánh pizza. Anh gọi xong rồi hả? Anh có bị gì không? Chúng ta giàu rồi mà. Pizza hả? Ba đừng quá nghiêm túc nào. Chúng ta có rất nhiều tiền đó. Đúng vậy. Chào, một vài cái pizza nha. Dạ, mỗi người một cái pizza. Chúng ta có thể chi trả. Giờ chúng ta trò chuyện được rồi. Đúng vậy, trở thành triệu phú rất ngon miệng. Nhưng ăn pizza sẽ ngon gấp đôi nếu bạn vừa ăn vừa ngắm tranh đẹp. Hãy thử nha. Yeah, nó đẹp thật đó. Sao chúng ta không mua tivi? Giờ ta có tiền rồi mà. Điều ước của con gái là nghĩa vụ của mình mà. Xin chào, bạn có giao tivi không? Cuối cùng cũng có được chiếc tivi siêu mỏng rồi. Mặc dù cả gia đình vẫn xem cùng một bức tranh. Nhân viên cửa hàng sang chảnh. Luôn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Ta đi mua sắm thôi nào. Hey, có chắc mọi người đi đúng chỗ không thế? Chúng tôi làm cho cô xấu mặt à. Nhưng chúng tôi có tiền mà. Nhìn này, ở đây nè. Tiền thật à. Dạ, xin chào quý khách. Hãy mua sắm thỏa thích nha. Wow, nó đẹp quá đi. Em muốn mua mọi thứ. Đi thử đồ thôi nào. Thôi, nó quá đơn giản. Thử lại lần nữa nha. Tuyệt đó. Vàng đúng là không bao giờ lỗi thời mà. Ba cũng đang bận chọn đồ rồi. 5 đồng à, rẻ thôi. 50 á. Trời, cùng loại áo mà 50.000 đô ư? Ít ra nó đắt tiền, mình sẽ lấy nó. Giờ ta đến quầy thu ngân nào. Cứ giữ tiền thối đi. Wow, lãng phí tiền cũng tuyệt đó. Không có một trường hợp trên đời mà tiền không thể giải quyết được cả. Đúng vậy, gia đình này cuối cùng cũng thảnh thơi được rồi. Khi bạn trở nên giàu có, mặt trời cũng sẽ chiếu sáng hơn. Và da dẻ sẽ khỏe khoắn hơn đương nhiên rồi. Mọi thứ đều dành cho các vị khách giàu có cả. Đừng mà. Chồng ơi, làm gì đi. Tệ thật đó. Mây đang muốn phá hoại một ngày nắng đẹp mà. Nhưng khi một xấp tiền được dùng vào đúng chỗ, sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề. Không còn bóng râm rồi. Wow, vậy cũng được à. Có tiền là có quyền mà. Đây là buổi sáng bình yên của một gia đình giàu có. Nhưng Debbie không thể ngồi yên được. Mẹ à, con muốn thứ này. Wow, một cuộc thi sắc đẹp à. Con gái chúng ta xứng đáng được vương miện. Sao con không hỏi ba đi? Ba ơi, đợi một chút. Ba phải gọi điện thoại. Voila, Debbie đang trên sân khấu kìa. Đến đây nào.
gửi lời chào đến tân hoa hậu của chúng ta nào. Mình không tin là giấc mơ thành hiện thực nhanh như vậy. Ô không, Debbie lại gặp rắc rối rồi. Chiếc váy con thích rách mất tiêu rồi. Không sao đâu, một tờ tiền có thể làm mới cho bộ đồ của con đó. Mang giày vàng là cách để cho thấy bạn giàu đến mức nào và gây ấn tượng với cả gia đình. Yeah, đi thống lĩnh thế giới thôi nào. Thật không dễ dàng để đi giày bằng vàng mà. Yeah, đôi này nặng bằng hai quả dưa hấu luôn đó nha. Thật là bà đã nói là không thực tế tí nào rồi. Đi nghỉ sẽ thú vị hơn nhiều khi bạn giàu có. Nằm xuống đây đi nè. Búng tay. Và người hầu sẽ trải thảm. Làm từ tiền ra. Đương nhiên rồi. Cuộc sống thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta thiếu gì đó đó. Ta cần một vài thứ để giải khát. Giữ lấy tiền thừa nha. Đúng là khách hàng tốt nhất trên đời đó. Nước đây ạ. Nhanh ghê. Thật vinh hạnh được phục vụ người tài giỏi mà. Dạ, và có nhiều tiền. Hẳn là vậy rồi. Kỳ nghỉ thật tuyệt. Ba mẹ à, con yêu ba mẹ. Bạn không thể mua sức khỏe bằng tiền được, nhưng có thể giải quyết được với vài tờ tiền. Alex chính là minh chứng. Yên nào, bộ phim sắp bắt đầu rồi. Nhưng mà người giàu có thể chi trả để đến muộn. Này, sao chúng ta không ngồi chung vậy? Ồ, họ đã không nghĩ rằng phải bao nguyên rạp. Chồng ơi, anh chuyển cô nàng kia đi được không? Không thể làm các quý cô thất vọng được. Nên là... Này cô, sao cô không đi dạo nhỉ? Thời tiết bên ngoài đẹp lắm đấy. Anh đang nói chuyện với tôi à? Cầm lấy tiền và đừng hỏi gì nữa. Yay! Và gia đình có thể ngồi cùng với nhau rồi. Nhưng những người xung quanh thật ồn ào mà. Đừng phát ra tiếng nào. Đây, đừng để tôi nhìn thấy mấy người ở đây nữa. Ồ, được thôi thưa quý ngài. Ba là người hùng của gia đình mình đó. Thôi nào, không có gì đâu mà. Khi bạn giàu có, bạn có thể ăn bất kỳ thứ gì mà bạn muốn. Ồ, hết rồi. Nhưng không sao. Ba ơi, chúng ta cần đồ ăn vặt. Bây giờ. Được, ba sẽ gọi bất kỳ ai ba cần. Xin chào, đây có phải là ngôi nhà kẹo không? Cục cưng đợi chút nha, con sẽ nhận được thôi. Oh wow, mấy món ở đây giá bao nhiêu thế? Có mắc quá hay không vậy? Vấn đề là cần phải dừng đúng lúc. Dạ, mình no rồi thì phải. Con ổn không vậy? Được, con gái mình cần người giúp đỡ. Xin chào, đây có phải là huấn luyện viên không? Tôi đây, sẵn sàng tập luyện rồi chứ? Không, đừng là tập luyện mà. Nhưng bạn không thể thoát khỏi vị huấn luyện viên này đâu. Igor sẽ làm vì tiền của mình, bất chấp mọi thứ. Một, hai, trái, phải. Các cuộc đấu giá nghệ thuật sẽ luôn có nhiều người vào. Wow, đây thật sự là một kiệt tác đó nha. Chúng ta cần một bức giống như vậy. Mua đi, mua đi mà. Ủa, tiền đã cạn rồi. Một triệu đô đã hết sạch rồi. Không thể nào. Làm sao để cứu vãn tình thế này đây? Con có ý này nè. Debbie rất có năng khiếu đó nha. Đây là bức tranh mới của cô nàng. Con ạ, đây là một kiệt tác đó nha. Và nó rất rẻ nữa. Con thật tài năng mà. Tiền không phải là tất cả đúng không nào? Bạn có thích câu chuyện may mắn độc nhất này không nào? Bạn sẽ làm gì khi có 1 triệu đô la? Comment nói cho chúng mình biết với nha. Đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông nữa nè. Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc trong cuộc sống khác.